tất cả các bạn, giới thiệu các bạn sản phẩm đó là máy, chính là máy hút chân không. Cái mẫu máy hút chân không ZK400 này thì với kích thước chiều dài mình sẽ đo cho các bạn. Chiều dài hàn này, chiều dài hàn của máy nó là 40 này. Dài rộng nó là 40-40 này. 40-40 nhá, 40-40 này. Đấy, chiều sâu của đáy này, đấy có thể hàn đây là 15 phân này, 40-40-15 này, cái khoang của nó là 40-40-15 nhá. Chiều cao của máy nó là 70 này, 70 này, 70-47. Chất liệu máy đều là inox hết nhá. Đây như bữa nãy mình đã hút rồi này, hút chân không các loại này. Đấy, rất là tốt khỏe. Đây là bao để nằm lại, đây mình sẽ hút thử cho các bạn xem. Bây giờ hút, mình hút sẽ hút chân không của cam. Đây chất liệu này, đây này, túi này. Chất lượng là inox hết nhá. ZK 400 này. Chân không, bạn có thể thấy rút. Đấy. Các bạn mua máy ZK 400 liên hệ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình có rất nhiều các loại máy khác nhau nhé, mình chế biến thực phẩm khác nhau rất nhiều. Địa chỉ của mình là 79 Lê Hồng Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ Lê Hồng Phong.